Vân xin gửi đến quý vị khán thính giả 190 thành ngữ hay được tổng hợp. Mến chúc quý vị có nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. 1. Ăn ngon mặc đẹp, cuộc sống sung túc giàu sang. 2. Tiêu tiền như rác, chi tiêu bừa bãi, phung phí coi tiền của không ra gì. 3. Tỉnh như sáo, rất tỉnh táo. 4. Tràn cung mây, nói năng chơi bời ăn uống quá mức, không bận tâm, không suy nghĩ gì đến hậu quả của nó. Hành động thái quá, không có giới hạn, mức độ. 5. Tọa hưởng kỳ thành, ngồi mà hưởng công lao kết quả của người khác. 6. Tình ngay lý gian, sự thật là không làm gì sai trái tội lỗi, nhưng khách quan có những điều làm căn cứ cho người ta nghi ngờ, khó thanh minh. 7. Hí ngôn tác họa, lời nói đùa gây tai họa. 8. Gió bãi trăng ngàn, cảnh tự do phóng khoáng, cảnh sống phong trần phiêu bạc của người chinh chiến giang hồ. Theo đi chinh chiến gian nan, không lo gió bãi trăng ngàn hay sao? 9. Một duyên hai nợ, việc gặp gỡ nhau nên vợ nên chồng, vừa là cái duyên, vừa là cái nợ đời phải trả, không phải do ý muốn của con người quyết định. Vì đâu ngọn nước lờ đờ, hỏi thuyền tế độ có chờ ai không? Ai ơi trong kiếp bình bồng, một duyên hai nợ, xin lòng thấu cho. Ca dao. 10. Hết trọi hết trơn, hết chẳng còn gì nữa. 11. Hiền lành trước mắt, làm giặc sau lưng, nghịch ngầm, giả dối. 12. Cháu nó lú, chú nó khôn, ai cũng có cha có mẹ, họ hàng thân quen, không người này thì người khác bảo ban, không nên thấy người ta khờ dại mà lấn át, chèn ép. 13. Tiền trảm hậu tấu, chém người trước tâu lên vua sau, quyền đặc biệt vua ban cho bề tôi thời phong kiến, tự ý làm xong rồi mới báo cáo lên cấp trên, không xin ý kiến trước. 14. Tiếng bất tiếng chì, khi thì nói nặng, khi thì nói nhẹ, chì chiết đay nghiến, gây cảm giác nặng nề khó chịu. 15. Tò vò nuôi nhện, loài ong nhỏ có cuốn bụng dài làm tổ bằng đất nhão, bám trên vách hay mái nhà, thường bắt nhện và sâu bọ khác làm thức ăn dự trữ cho con non. Thành ngữ này ý nói uổng công vô ích, chăm chút cưu mang kẻ vô ơn. Giả tràng xe cát luống công, tò vò nuôi nhện, há mong cậy nhờ. 16. Trăm dâu đổ đầu tầm, dồn mọi công việc, đổ mọi trách nhiệm cho một người phải gánh chịu, cán đáng. 17. Trăm thứ bà dặn, nhiều thứ linh tinh, lôi thôi. 18. Oan gia trái chủ, là hiện tượng nghịch cảnh ghét nhau mà phải sống làm việc sinh hoạt chung trong một không gian chung, mang tính cộng đồng quốc gia, hội đoàn hay gia đình. 19. Oan gia túc trái, oan gia, tai vạ xảy ra trong gia đình, túc trái, nợ từ kiếp trước, tai vạ nghiệp chướng cho gia đình. 20. Ông hẹn trên bờ, bà quờ xuống ruộng, hành động không ăn khớp nhau. 21. Ông thầy khoe ông thầy tốt, bà cốt cậy bà cốt hay, ai cũng tự phụ. 22. Ở quá ba đông lấy chồng hay ngủ, số kiếp bẻ bàn vô duyên. 23. Ơn bằng cái đĩa, nghĩa bằng con ruồi, trách kẻ vô ơn bội bạc. 24. Phá gia chi tử, đứa con hư hỏng làm hại gia đình. 25. Phúc đức kháng tử tôn, người xưa cho rằng cha mẹ ăn ở có phúc đức thì con cái mặt mũi khôi ngô đầy đặn, cho nên muốn biết cha mẹ ăn ở ra sao thì nhìn mặt con cháu sẽ rõ. 26. Phượng hoàng đẻ trong tổ quạ, bậc quý nhân xuất thân từ gia đình bình thường. 27. Qua đò khinh sóng, qua rào vỗ vế, rào, vật dùng để ngăn lối đi, thường là cây nứa, gai nhọn hoặc tường chắn, vế, đùi. Qua đò khinh sóng, qua bước khó khăn gian nan, đã tỏ ra chủ quan, thỏa mãn. 28. Quả kiếp nhân duyên, quan niệm Phật giáo cho rằng cái kết quả của kiếp này là do những nhân duyên từ những kiếp trước. 29. Quả không vo mà tròn, quả, quả phúc, kết quả của việc làm phúc,
sự cứu giúp người khác theo đạo Phật. Làm việc nhân đức, cứu giúp người thì điều may mắn tốt lành tự nhiên đến với mình. 30. Quả báo nhãn tiền. Sự đáp lại điều ác hay điều thiện đã làm trong kiếp trước, hiện hiện ngay trước mắt. Ca dao có câu, đời xưa quả báo còn chầy, đời nay quả báo thấy ngay nhãn tiền. 31. Qua ngày đoạn tháng, sống cầm chừng cho qua ngày. 32. Quá lứa lỡ thì, qua tuổi lấy vợ lấy chồng. 33. Quán chợ chân cầu, chỗ công cộng, nơi nương náu qua ngày của những người nghèo khổ, sống vất vưởng. 34. Quần ngư tranh thực, tình trạng hỗn độn, tranh giành cướp giật lẫn nhau. 35. Thỏng mắm treo đầu vàng, sự thế hiểm nghèo, không biết tai nạn xảy ra lúc nào. 36. Thực mục sở thị, nhìn thấy tận mắt. 37. Tốt số hơn bố giàu, có số phận may mắn còn hơn mọi yếu tố thuận lợi hay nỗ lực. 38. Chữ thời trả thời, quên hết những điều đã học. 39. Chưa có vàng đã lo túi đựng, lo những việc hảo huyền. 40. Ba bò chín trâu, của cải nhiều sung túc, cơ ngơi bề thế, niềm hãnh diện về sự giàu có của người nông dân xưa. Ca dao có câu, thằng bơm có cái quạt mo, phú ông xin hỏi ba bò chín trâu. 41. Ba cọc ba đồng, xưa tiêu tiền đúc bằng đồng hoặc bạc thường sâu vào từng cọc, ba cọc tiền chỉ có ba đồng. Ý nói thu nhập ít ỏi chỉ trong phạm vi nhất định, cuộc sống eo hẹp bó buộc, cách làm ăn tủng mủng, thiếu nhìn xa trông rộng. 42. Bản thân bất toại, bị liệt nửa người. Có câu ăn trộm ăn cướp thành Phật thành tiên, đi chùa đi chiền bản thân bất toại. 43. Bạn ăn thì còn, con ăn thì lớn. Tiền của bỏ ra giao du với bạn bè cũng như để nuôi con, không đi đâu mà thiệt. 44. Bao dông hạt cải rộng rãi trôn kim, mỉa mai những kẻ khắt khe với người khác. 45. Bát cơm phiếu mẫu, sự giúp đỡ của người khác đối với mình lúc còn hàng vi. Tích rằng hàng tín người đất hoài ân khi còn là hàng vi thường theo ăn nhờ người khác. Một hôm tính câu cá gần người đập vải, thấy tính đói, bà cho tính ăn cơm. Về sau hàng tính làm tướng cho Hán Cao Tổ lập nhiều công lớn, đã tìm đến phiếu mẫu để tạ ơn. 46. Bát cơm cái trứng, lễ vật tối thiểu để cúng người chết, tỏ lòng thành kính. Theo tục lệ Việt Nam xưa kia, nhà của người chết dù nghèo mới cũng phải kiếm một bát cơm nén chặt, đặt lên trên một quả trứng luộc bóc vỏ và cắm một đôi đũa bông. Đũa vót sơ lên như bông ở gần đầu, để trên nắp quan tài và thắp 7 hoặc 9 ngọn nến. 47. 7 bồ cám, 8 bồ bèo, còn tốn nhiều công của nữa mới lớn, mới khỏe mạnh, mới thành đạt được. 78. Bình chân như vại, vại đồ đựng bằng sành, gốm, hình trụ, lòng sâu, đáy bằng, được kê rất vững. Vững vàng, bình tĩnh, không nao núng, hờ hững, dửng dưng, bất chấp mọi chuyện xảy ra. 49. Bắt chước như khỉ, thấy người ta làm gì cũng làm theo một cách máy móc, không biết phân biệt hay dở, phải trái. Có một người đem bao mũ đi chợ bán, giữa đường ngồi nghỉ lại dưới gốc cây, lấy chiếc mũ đội lên đầu cho khỏi chói rồi thiêu thiêu ngủ. Lũ khỉ trên cây kéo xuống, mỗi con lấy một chiếc đội lên đầu rồi leo lên cây. Anh bán mũ tỉnh dậy chửi khỉ, lấy đá ném, cũng bị chúng chửi và lấy đá ném lại. Anh chàng tức giận vứt chiếc mũ đang đội xuống đất rồi ngồi khóc. Lũ khỉ thấy vậy, liền bắt chước giật hết mũ ném xuống, nhờ đó mà anh chàng bán mũ thu lại được hết số mũ của mình. 50. Bắt chước Tây Thi. Vua Việt Câu Tiễn thua trận dân Vu Ngô phù sai một mỹ nhân họ Thi, tên là Di Quang, nhà ở phía tây suối Nhược Gia, thôn Trữ La, nên gọi tắt là Tây Thi. Nàng Tây Thi mỗi khi nhăn mặt thì càng đẹp, thấy vậy người con gái khác Đông Thi cũng nhăn mặt, nhưng Đông Thi xấu nên càng nhăn càng xấu. Bắt chước Tây Thi, ý nói lố bịch, bắt chước không phải lối. 51. Bắt khoan bắt nhặt, bắt bẻ, chấp nhặt từng tí, gò ép hành hạ để thỏa lòng căm ghét. Truyền Kiều có câu, bắt khoan bắt nhặt đến lời, bắt quỳ tận mặt, bắt mời tận tay. 52. Bắt nọn trẻ con, dỗ ngon người dại, thủ đoạn mánh khóe để lừa gạt trẻ con và người dại dột. 53. Bắt ếch mưa rào,
Mưa rào, nhất là mưa rào đầu mùa hạ, ếch hay ra nhiều, dễ bắt và bắt được nhiều. Bắt ếch mưa rào có nghĩa đúng lúc, đúng thời cơ. 54. Bớt đến đâu giàu đến đấy. Vừa khớp, phù hợp với hoàn cảnh. 55. Bận tối mắt tối mũi. Rất bận, nhiều công việc. 56. Bận da bích ngọc. Người con gái nhà nghèo mà trong sạch, đẹp đẽ. 57. Bè ta gỗ chú nó. Bề ngoài thì có vẻ là của mình, nhưng thực chất lại là của người khác. Lợi dụng của người lấy tiếng tốt cho mình. 58. Biến hóa thần thông. Có phép lạ khác thường. Kinh Hoa Nghiêm nói Phật có 6 phép thần thông. 1. Con mắt sáng suốt xem khắp thế giới. 2. Lỗ tai nghe tiếng của khắp chúng sinh. 3. Biết bụng dạ của mọi loài. 4. Biết mọi kiếp của mọi loài. 5. Đi mau nhảy lẹ, chỗ nào cũng tới được. 6. Diệt được 6 cái gốc sinh ra mọi phiền não. 59. Bò cười trâu ngã. Kẻ bụng dạ hẹp hòi nông cạn, thấy người khác gặp thất bại khó khăn thì đắc chí, không tự biết mình cũng chẳng hơn gì. 60. Bỏ giáo quy hàng, cởi bỏ trang bị và vũ khí mà đầu hàng. 61. Bóc áo tháo cày, thủ đoạn độc ác tàn tệ của chủ nợ, lột áo dắt trâu của người mắc nợ để trừ nợ trong xã hội cũ. 62. Bốn bể là nhà, cuộc sống giang hồ phiêu bạt. 63. Bốn bể một nhà, người ở khắp nơi đoàn kết như trong một nhà, thống nhất về một mối. Nay mai bốn bể một nhà, cung phi hoàng hậu hẳn là có nơi. 64. Buôn bưởi bán bồng. Bồng thứ quả giống quả bưởi nhưng cùi dày vị chua, ăn không ngon bằng bưởi. Ăn ở không thật lòng không chung thủy, dễ thay lòng đổi dạ. 65. Bụi đực bụi cái, thức thường không đều đặn. 66. Bụt chẳng thèm ăn mày ma, không chịu hạ mình nhờ vả kẻ kém hơn mình. 67. Bước thấp bước cao, đi thất thểu, vội vàng, sợ hãi. 68. Bưng tai trộm nhạc, tự dối mình một cách ngu ngốc. 69. Cá nhảy giường thờ, sản vật quý kiếm được vào lúc hiếm hoi, thứ hàng đắt khó mua. 70. Cha già con muộn, cha đã cao tuổi mới sinh con chịu thiệt thòi. 71. Chai như đít khỉ, da chai cứng phải ngồi chầu chực chờ đợi quá lâu. 72. Cha trở ra trở vào, con ngồi cao gọi với, nghịch cảnh con cái lại sai khiến hạch sách bố. 73. Cháy thành vả lây. Tai họa do bên ngoài đưa đến một cách bất ngờ và oan uổng. Chuyện kể rằng, tôm cá đang sống yên lành trong hồ nước bên thành. Bỗng nhiên có hỏa hoạn, người ta đổ xô đến múc nước ao để dập lửa. Nước hồ cạn kiệt, tôm cá vì thế mà cũng bị vả lây, đều phải phơi mình làm mồi cho người hoặc chết khô. 74. Chim chích ghẹo bồ nông. Kẻ yếu ớt bé nhỏ lại dám đành hanh chơi trèo, chọc ghẹo người lớn mạnh có thế lực. Chim chích mà ghẹo bồ nông nó mổ lại ông tôi chừa. 75. Cho một lột 10, thủ đoạn bóc lột thâm độc. 76. Chọn gỗ bổ mực, căn cứ vào tình hình cụ thể mà lựa chọn tìm cách xử lý phù hợp. 77. Chửi như hát hay, chửi có bài bản, chửi luôn mồm. 78. Cơm khê tại lửa, biện bạch, làm không nên lại đổ lỗi cho khách quan. 79. Cơm nhà má vợ, người đàn ông căng cơ, chí thú với vợ con, không quan hệ trai gái, không vui thú rượu chè. 80. Cú đậu cành mai, không xứng đôi, vợ đẹp lấy phải chồng xấu. Nếu mà cú đậu cành mai thì công trang điểm chẳng hoài làm ru. Lê Quý Đôn. 81. Cú khó vỏ mừng, kẻ nhỏ nhen thấy người khác gặp khó khăn lại lấy làm vui mừng. 82. Của mua là của được, định mua sắm cái gì thì nên mạnh dạn, không nên đắn đo do dự. 83. Của làm hư nết, người ta có khi vì có của hoặc quá thèm khát tiền của mà sinh ra những thói hư tật xấu. 84. Cười hở 10 cái răng, bất chấp mọi chi cười. 85. Cưỡi ngựa đầu thềm, làm việc lớn trong hoàn cảnh bó buộc, thiếu thốn, không phù hợp. 86. Cười 3 tháng chả ai cười 3 năm, chuyện xấu rồi người ta cũng quên dần, chẳng ai đàm tiếu mãi được. Tổn thương nào, lỗi lầm nào cũng phôi pha theo thời gian sẽ chữa lành mọi thứ. Nhưng thực tế, có những lỗi lầm mà cả đời chúng ta phải trả giá, vậy cho nên chúng ta phải cẩn trọng trong từng lời nói, hành động
và suy nghĩ để không phải mắc sai lầm đáng tiếc. 87. Danh lợi bất như nhàn. Đua chen trong vòng danh lợi sau bàn sống nhàn nhã, rảnh rang. 88. Dây mơ rễ má. Mơ, cây mơ lông, leo ở hàng rào. Lá dùng làm thuốc chữa kiết lỵ. Má, rau má có rễ dài. Quan hệ họ hàng xa gần, lằng nhằng chằng chéo. Chuyện lôi thôi, lằng nhằng. 89. Dụng nhân không dụng mộc. Dùng người như dùng gỗ, biết sử dụng thì ngắn dài tốt xấu đều dùng được cả. Dùng người phải hiểu đúng sở trường năng lực của mỗi người mà bố trí vào công việc thích hợp. 90. Đại tài tiểu dụng. Sử dụng tài năng không hợp lý, lãng phí bậc tài ba mà bị dùng vào việc nhỏ nhặt. 91. Đánh trống lãng. Vờ nói chuyện khác để khỏi phải nói đến việc không muốn nói hoặc khó nói. 92. Đánh trống lấp. Nói lớn tiếng hoặc nói ác đi để mọi người không nghe thấy. 93. Đạp sỏi giày sành. Chịu vất vả qua đường trường. 94. Đau chóng đã chầy. Khuyên người bệnh không nên ngã lòng vì lúc mới mắc bệnh tăng rất nhanh, lúc sắp khỏi bệnh giảm từ từ. 95. Đất nặng nên bục. Hòn đất tự nhiên không có giá trị, không ra hình thù gì, khéo nặng hình tượng Phật thì trở nên quý giá, được lễ bái cung kính. Vật tầm thường nếu khéo dùng, qua cải tạo trở nên quý hiếm. 96. Bỏ vạ cáo gian. Gây tội vạ cho người khác rồi cố tình tố cáo oan. 97. Đò đưa bến khác. Người yêu đã thuộc về người khác. 98. Đò nào rào ấy. Vợ thế nào phải chồng như thế mới xứng đáng. 99. Đứa có tình kinh thằng vô ý. Kẻ có tật thường hay lo sợ người khác nhòm ngó việc mình. 100. Đức năng thắng số. Đức hạnh của người ta có thể thay đổi được cả số mệnh. Nếu chịu khó tu rèn phẩm hạnh, kiên trì phấn đấu thì chỗ thiếu sót của vận số sẽ bù lại được, dù số mệnh đã định. Đức năng thắng số ai hay, con hay tu đức, mai ngay sẽ bù. Một trăm linh một, được lòng ta xót xa lòng người. Phải nghĩ đến người khác, không vì lợi cho mình mà chà đạp lên quyền lợi hạnh phúc của người khác. 102. Được mùa chê cơm hẫm, mất mùa lẫm cả cơm thiêu. Cơm hẫm, cơm không còn tươi ngon, biến chất ôi thiêu. Lẫm, ăn lén lút. Được mùa chê cơm hẫm, mất mùa lẫm cả cơm thiêu. Ý nói không nên phí phạm, lúc no cần nghĩ đến khi đói. 103. Gần chùa gọi bục bằng ảnh. Vì thân thuộc gần gũi với người trên mà đâm nhờn, xuồng xả, mất cả tôn ti lễ nghĩa. Gần chùa gọi bục bằng anh, thấy bục hiền lành hạ xuống đất chơi. Ca dao. 104. Hoa đàm đuốc tuệ. Vì tu hành theo đạo Phật, lấy gió mát trăng thanh kết nghĩa, mượn hoa đàm đuốc tuệ làm duyên. 105. Hữu thủy vô chung. Có đầu không có kết, người ăn ở không có hậu. 106. Kẻ nhát nát người bạo. Chuyện khôi hài, kẻ nhát gan lại còn dọa nạt người mạnh bạo. 107. Không biết ất giáp gì. Ất giáp, 2 trong 10 can. Giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý. Ý nói không biết gì hết. 108. Không kịp trở tay. Sự việc diễn ra nhanh chóng không thể đối phó kịp. 109. Lắm thời nhiều ma. Càng nhiều người càng nhiều ý kiến phức tạp. 110. Lễ vào quan như than vào lò. Lễ vật tiền của đến nhà quan
bao nhiêu cũng không vừa. 111 lo làm lo ăn, người đàng hoàng chỉ quan tâm đến những việc thiết thực, biết suy nghĩ chín chắn. 112 lỗi người thì thổi cho to, lỗi mình thì lo bưng bít. Thái độ chỉ biết thổi phồng khuyết điểm của người, còn tội lỗi của mình thì lo che giấu đi. 113 lời nói gió bay, lời nói thoảng qua không lưu lại được, rồi sẽ bị lãng quên. 114 may tay hơn hay thuốc, người khỏi bệnh đôi khi là nhờ người chữa mắt tay, việc thành bại là do may mắn nhiều hơn tài giỏi. 115 miếng ăn là miếng nhục, quá coi trọng quyền lợi ăn uống sẽ làm mất tư cách con người. 116 năm cha bảy mẹ, đủ thứ đủ loại phức tạp không thuồng nhất. 117 nằm giá khóc măng, lòng hiếu thảo của con cái. Chuyện kể Vương Tường, người đời Tần Trung Quốc có tính hiếu thảo, mẹ kế thèm gỏi cá, mùa đông sông nước đóng thành băng giá. Tường nằm trên băng, tự nhiên băng nứt ra và hai con cá chép nhảy lên. Mạnh Tông, người nước Ngô đời Tam Quốc, mẹ kế thèm ăn măng, mùa đông không có măng, Tông ra ôm cây trúc ngồi khóc, tự nhiên măng mọc. 118 nằm ngửa nhổ ngược, sắp tâm làm hại người thì chính bản thân bị tai họa. 119 nén bạc đâm toạc tờ giấy, công lý bị đồng tiền chi phối trong xã hội cũ. 120 như nước với lửa, quan hệ đối lập không thể hòa hợp chấp nhận nhau. 121 như ngồi đống lửa, nóng ruột lo lắng nhấp nhổm không yên. 122 như mặt trăng mặt trời, cảnh vợ chồng chung sống với nhau không hòa thuận, luôn xung khắc mâu thuẫn. 123 nói bóng nói gió, nói xa xôi cho người ta hiểu ý. 124 nói gần nói xa chẳng qua nói thật, nên nói thẳng vào câu chuyện sự việc thì tốt hơn là rào đoán mất thời giờ và thiếu thành thật. 125 nuôi quân 3 năm dùng quân 1 ngày, việc nhà binh cốt là phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. 126 nước khe chè núi, nước chảy từ khe ra trong vắt sạch, chè trên núi là chè thơm ngon, nấu nước uống bằng nước khe và chè núi rất hợp, thơm ngon và tinh khiết. Nước khe chè núi nói về cuộc sống ẩn dật. 127 oán cừu thì cởi, nhân nghĩa thì thắt, nên xử với nhau bằng cách làm điều nhân nghĩa, xóa bỏ thù oán. 128 phỏng tay trên, giành lấy một cách nhanh gọn món lợi mà lẽ ra thuộc về người khác. 129 phóng tài hóa thu nhân tâm, bỏ thật nhiều tiền của để mua chuộc lấy lòng người ta. 130 phụ tử tình thâm, tình nghĩa cha con sâu nặng. Một 131 quen như cơm bữa, đã thành cái lệ, thành thói quen như bữa cơm hàng ngày. 132 ra chạm vai vào chạm mặt, gặp gỡ tiếp xúc với nhau thường xuyên, ước ao ăn ở một nhà, ra đụng vào chạm kẻo mà nhớ thương. 133 ráng sành ra mở, sành đồ gốm rất rắn, chiếc từ đất sét thô, nung ở nhiệt độ cao, việc làm ngược đời phi lý không thể thực hiện được, người keo kiệt bủn xỉn, nghiệt ngã bần tiện một cách quá đáng. Em về chẻ lạc bó tro, ráng sành ra mở chỉ cho làm chồng. Ca dao. 134 sai mũi đội núi, khiến kẻ bất tài làm việc lớn. 135 sai sải áo vải bền lâu, nên ăn chắc mặc bền. 136 sáng 3 chiều 4, dùng mẹo để lừa kẻ ngu, ăn ở khéo léo để mua chuộc lòng người. 137 sói khoác da cừu, kẻ độc ác giả bộ hiền từ. 138 sói vào nhà không mất gà cũng mất vịt, kẻ ác tới đâu thì nơi đó thế nào cũng bị thiệt hại. 139 tầm chương trích cú, tìm từ chương, lạc từ câu, một cách học của nhà Nho thuở xưa, không nghiên cứu tinh ý của sách thánh hiền mà chỉ moi móc từ chương từ câu. 140 thả lưới buông câu, mồi chài ve vãn tìm cách quyến rũ dụ dỗ. Hỏi chàng quê quán nơi đâu mà chàng thả lưới buông câu chốn này. 141 tháo dạ đổ vạ cho chè,
mất vệ sinh, bị bệnh lại đổ tại thức ăn, làm ăn kém cỏi lại đổ lỗi cho người khác, đổ tại hoàn cảnh khách quan. 142. Thông đồng bén giọt, thuận lợi, trót lọt, không gặp khó khăn trắc trở gì. Thời xưa, dùng đồng hồ nước để tính thời gian, đồng hồ có nghĩa là cái hồ bằng đồng, gồm một cái bình bằng đồng, đáy có lỗ thủng, giữa cắm một cái thẻ phân chia từng nấc để đánh dấu thời khắc. Bình này được đặt trên một bình khác để đựng nước rõ xuống. Người ta đổ nước đầy đồng hồ, nước nhỏ giọt vơi dần và theo ngấn nước ở đồng hồ mà xem giờ khắc. Nếu nước chảy đều, không bị tắc, gọi là thông đồng. Giọt nước rõ đều, dứt khoát, rành rõ gọi là bén giọt. Đồng hồ thông đồng bén giọt là đồng hồ tốt, không có trục trặc hỏng hóc. 143. Tích cốc phòng cơ, dự trữ lương thực phòng lúc đói kém, biết lo xa. 144. Tốt tuổi ngồi duỗi mà ăn. Theo quan niệm duy tâm, nếu sinh vào những năm âm lịch tốt thì số mệnh được sung sướng nhàn nhã. 145. Trả môi trả miếng, đối lời cãi lại người trên. 146. Tràng ba khoác bảy, chiều dài lại ít hơn chiều rộng, ý nói ba hoa khoác lác, nói sai sự thật. 147. Trong giỏ bỏ thóc, chắc lép tùy đối tượng, tùy tình hình, thấy có khả năng chắc chắn mới đầu tư giúp đỡ. 148. Trời chẳng đóng cửa ai, tương tự như câu trời chẳng phụ ai, trời không tối mãi được. Ý nói sự công bằng nhân ái, không để cho ai phải thiệt thòi, khổ sở mãi. Cứ kiên trì rồi cũng có lúc được sung sướng. 149. Trái gió trở trời, thời tiết thay đổi thất thường, dễ bệnh tật. 150. Vơ bèo gạt tép, không lựa chọn kỹ càng, ôm đồm tất cả mọi thứ vặt vãnh, không có giá trị. 151. Vụng miếng biến chân, không được nết gì, đã vùng về trong xã giao lại lười biếng. 152. Vừa làm phúc vừa tức bụng, làm điều tốt lành cho ai lại bị người ta hiểu lầm. 153. Yêu con cậu mới đậu con mình, con người ghét bỏ, con mình khó nuôi, yêu con người mát con ta, nên sống nhân ái với mọi người mới gặp được điều tốt đẹp. 154. Thần giao cách cảm, sự giao cảm giữa hai người ở cách xa hai nơi. 155. Việc to chớ lo vốn, ý nói làm việc lớn phải chi phí nhiều là chuyện tất nhiên, không nên dè dặt chi ly. 156. Vinh thân vì gia, bản thân được vinh hiển, gia đình phát đạt, thịnh vượng. 157. Vơ năm gấp 10, ý nói tham lam, sấn sổ tranh giành phần của người khác. 158. Vụng tay hay con mắt, mình làm vụng về kém cỏi nhưng lại hay xét nét, chê bai phê phán người khác. 159. Xa thơm gần thối, lúc ở xa tỏ ra quý hóa, khi ở gần lại khinh rẻ, không coi nhau ra gì. 160. Xôi thịt nó bịch lấy miệng, ý nói đã trót ăn của người thì không dám nói ra sự thật vì sợ mất mối lợi. Ì ạch như cốc leo thang,
vận động một cách chậm chạp, nặng nề, khó nhọc. 162. Yêu con chị vì con em, vì muốn được lòng người này mà tỏ ra yêu mến, chiều chuộng kẻ khác. 163. Yêu vụng, giấu thầm, yêu mến có tình cảm đặc biệt nhưng không dám thổ lộ ra, người ngoài không biết. 164. Chồng người tốt, trả quan mốt mà lấy, ý nói mỉa mai người hay so bì với chồng người khác. 165. Chính chữ cù lao, công lao cha mẹ nuôi nấng chính chữ là sinh, bế, vỗ, cho bú, nuôi lớn, dạy dỗ, theo dõi, khuyên răn, che chở, giữ gìn. 166. Đầu hai thứ tóc, người đã có tuổi. 167. Một mất mười ngờ, ý nói khi mất của dễ nghi ngờ lung tung. 168. 18 đôi mươi, con gái đang độ trẻ trung xinh đẹp. 169. 10 năm đèn sách, nói về công phu học hành lâu năm. 170. Nhất dạ sinh bách kế, một đêm nghĩ ra trăm mưu kế. 171. Xỏ chân lỗ mũi, được tin yêu chiều chuộng thì sinh nhờn, bắt người khác làm theo ý mình, kẻ nhu nhược hoặc ngờ nghệch yếu kém, bị người khác lợi dụng sai khiến. 172. So vai rụt cổ, thân hình tiều tụy, dáng điệu không được đàng hoàng. 173. Xoay như chong chóng, người tháo vát năng nổ, người xoay trở lật lọng, người thay đổi thái độ rất nhanh. 174. Xôi giả vạ thật, lợi lộc chẳng có mà tay vạ vào thân. 175. Chồng yêu xỏ chân lỗ mũi, người vợ không biết điều, được chồng yêu thì lấn tới, bắt nạt hoặc sai khiến chồng làm theo ý mình. 176. Xôi hỏng bỗng không, mất tất cả, chẳng được thứ gì. 177. Xấu chữ nhưng lành nghĩa, bề ngoài xấu xí, ăn nói cục cằn, không khôn khéo nhưng tâm địa tốt. 178. Xấu như ma, vinh hoa vẫn đẹp, người xấu xí mà được vẻ vang sung sướng, cũng trở nên đẹp đẽ, cũng được người ta khen ngợi. 179. Ước của trái mùa, thèm muốn những điều trái với lẽ thường. 180. Phúc đấy họa đấy, phúc họa kề nhau, nấp trong nhau. 181. Ồn ào như vỡ chợ, quá ầm ĩ hỗn loạn. 182. Rộng bụng hơn rộng nhà, có tấm lòng nhân hậu độ lượng thì mọi thiếu thốn khó khăn dễ khắc phục được. 183. Rụng cải rơi kim, đôi trai gái yêu nhau phải chia lìa, ly biệt. 184. Rượu chua bán cho người nhỡ, gặp gỡ chọn đúng đối tượng, của xấu kém lại có người nhỡ nhàng cần đến. 185. Sinh sau đẻ muộn, xuất hiện ra đời sau. 186. Sợi tóc chẻ làm tư, ý nói phân tích quá tỉ mỉ, sa vào những chi tiết vụn vặt không cần thiết. 187. Tả phù hữu bậc, được mọi người giúp đỡ. 188. Tai nghe nhưng mắt còn ngờ, ý nói phải thực sự cầu thị hơn nữa. 189. Tai lành tai điếc, nghe bập bõm câu được câu không. 190. Thương hoài thương hủy, thương yêu mãi không thôi, không có gì làm thay đổi tình cảm. Tuyển chọn 190 thành ngữ ngày hôm nay đến đây là hết. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Chúc quý vị có nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Xin chào.